Hello cả nhà, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Trời Vlog. Thì cả nhà hiện bây giờ là mình đang ở gần cái khu Gò Mã Lạng cả nhà. Thì lần trước coi như mình đã đến đây và mình quay, mình cũng thấy có những cái hiện tượng ma xuất hiện cả nhà. Và hôm nay thì mình trở lại đây để mình quay. Thì hôm nay mình trở lại đây thì có những cái coi như là người dân ở đây người ta karaoke hay sao cả nhà. Thì bây giờ mình cùng đi cả nhà. Thì hiện giờ mình đang ở cái khu vực cái rừng tràm cả nhà. Thì ở ngoài trước những cái ngọn đèn xa xa mình thấy là ở ngoài đó là ngoài đường lộ cả nhà. Còn ở đây là trong cái rừng tràm. Mà cái rừng tràm này nó cưa rồi á, cưa xong mới thấy ngoài đầu lộ cả nhà. Chứ nếu lúc trước là không có thấy. Thì hôm nay mình vào cái Gò Mã Lạng này để mình quay. Thì nói chung là mình cũng có hỏi thăm những cái người ở gần đây, người ta là coi như người ta cũng nói là hồi trước ở đây là cũng có rất là nhiều cái mộ cả nhà. Mà sau này được người ta bóc đi di dời đi nơi khác á. Cho nên thì những cái bông linh vẫn còn ở nơi đây, bởi vì họ xuất hiện, họ nhát những cái người dân xung quanh đây tập thể dục nè. Thì cái khu vực này thì mình thấy cũng mình bị cảm mà cả nhà, cảm lạnh hay sao tự nhiên ra đây sao nhảy mũi ta, có cái linh cảm gì hay sao. Đây mình thấy con ốc đéo gì ta. Ủa cả nhà có biết cái con ốc này không cả nhà? Thì ở đây con ốc này thường người ta gọi là ốc sên này cả nhà. Mà mình thấy nó đeo cái bịch gì đây ta? Mình coi thử nha. Ủa, trong cái bịch này có gì trong này ta? Có cái gì trong này ta? Trong này cũng có cái lá bùa lá gì đây nè cả nhà. Nè, nhà thấy không? Có cái lá bùa ở trong này nè. Thôi, đây, mình không có dám đụng tới ba cái này đâu. Mình bỏ ra đây. Mình cũng không hiểu tại sao ở đây là có lá bùa ở đây ta. Lá bùa đó là lá bùa gì để đó. Ok cả nhà, thì mình có thấy một cái lá bùa nằm ở dưới cái cục đá đó đó cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ đặt máy quay hướng này cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ tạm ngưng máy quay đây cả nhà, để mình chuẩn bị cái góc nào đó mình quay, mình đặt máy cả nhà. Thì mình đã chuẩn bị coi như là bánh với lại nhang cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đến đó để mình đốt hương và mình xé bánh nha cả nhà.
giờ mình thấy độ sáng cũng